Trong khi đó chị đang ăn ở với chồng của em đúng không? Em chưa có ly dị nha. Tìm đến tận phòng tiểu tam giật chồng, nhưng chị vợ bị mềm lòng vì trà xanh quá cute phô mai que. Những người ngoại tình phản bội luôn bị người thân xã hội lên án, kể cả nam hay nữ, hành động ngoại tình luôn khiến nhiều người bức xúc, phẫn nộ, làm tan nát hạnh phúc gia đình. Mới đây một đoạn clip đi đánh ghen lại được chia sẻ lên mạng xã hội. Thế nhưng màn đánh ghen này nó lạ lắm. Ý là chị có bầu mấy tháng rồi? Ý là em đã nói là 4 tháng mấy rồi. Nhưng mà chị ở với anh 4 tháng mấy rồi mà chị có bầu mấy tháng rồi? Dạ chị. Hả? Chị làm ơn chị nghe cho rõ. Ý là hồi em mới lên ấy, em ở với anh vũ em không à. Hả? Bây giờ là 4 tháng mấy rồi. Bầu 4 tháng mấy rồi hả? Đang kèm cùng đoạn clip là thông tin chị vợ đến gặp người yêu của chồng tính một ăn thua đủ, nhưng khi chạm mặt thì lại mềm lòng vì cách nói chuyện cute phô mai que của cô Tiểu Tam. Theo như đoạn clip trên, người phụ nữ được cho là Tiểu Tam cũng đã chặt tuổi. Hai người phụ nữ cất tiếng nói chuyện hỏi nhau rất bình tĩnh, thậm chí cô Tiểu Tam trả lời rất hồn nhiên. Nhiều khán giả mới lên đây muốn nói là làm gì bầu ra đánh lâu ra vậy trời. Đoạn hội thoại của hai người sau đó cũng trong tình trạng nhẹ nhàng, chị vợ cũng không nỡ nặng lời hay không hề động tay chân gì đến cô Tiểu Tam đang mang bầu, mà thật ra người đáng trách ở đây có lẽ là người đàn ông phụ bạc. Ngay sau khi được chia sẻ, nhiều người bày tỏ thương cảm cho số phận của cả hai người phụ nữ. Cô Tiểu Tam đang mang bầu, có sao cũng khai hết và nói chuyện nhẹ nhàng, khiến nhiều người cũng phần nào đỡ bực tức. Đa phần mọi người dành lời khen ngợi cho chị vợ đã đủ tỉnh táo, không động tay chân với Tiểu Tam, đặc biệt là khi người này đang mang thai. Các bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.